Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, tình hình bây giờ thì vẫn xôn xao về dịch cúm corona, mà bây giờ có cái tên người ta đọc gọn là COVID, thì nó đọc là COVID. Thế nên là thường là mấy cô mấy bà lên trên Facebook nói là đối với các ông thì cô nào cũng chết chứ không đợi COVID. And COVID. Yeah. Và dư luận cũng xôn xao về cái chuyện có cô giáo tên là Chu Ngọc Thanh làm một bài thơ, bài thơ về chống dịch được Thủ tướng khen. Sau đó thì trên BBC tiếng Việt thì người ta nói là hình như các báo đồng loạt gỡ xuống. Thì không biết tại sao mới khen lại gỡ, có lẽ là thấy nó cũng hơi lố một tí ha. Thì cái bài thơ này có dư luận nói là cái âm hưởng cái bài thơ này, cái vần điệu nó hơi giống cái bài mà cái bài của cô giáo Trần Thị Lam. Trần Thị Lam, mấy cô giáo nhiều khi ảnh hưởng nhau. Nhưng mà có một điều là cái bài của cô này đó nhắc cho chúng ta nhớ tới ông Tô Hữu. Nhưng đây là cái ca ngợi. Ca ngợi mình nói như thế này: đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em, nhưng làm được những điều phi thường lắm. Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm, bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào. Em thấy không, trong nỗi nhọc nhằn vất vả gian lao, khi bệnh dịch hiểm nguy đang ngày càng lan rộng, cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận, trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy. Y cái kiểu cái thời của Tô Hữu, cái thời cổ động đó. Với người láng giềng đang lúc lâm nguy, đất nước mình không ngại ngần tiếp tế. Tiếp tế mà nó không thèm cảm ơn nữa. Nhưng mà cô không nhắc cái chỗ mà tiếp tế cho nó, giúp nó mà nó trả thèm cảm ơn. Dù mình còn nghèo nhưng mình không thể nhắm mắt làm ngơ khi ai đó cơ hàng. Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan, chính phủ đón về cách ly trong doanh trại. Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương giải để họ nghỉ ngơi đầy đủ chiếu giường. Với chuyến du thuyền đang khóc giữa đại dương, mình mở cửa đón họ vào bến cảng. Có không đó. Cái chiếc thuyền đang khóc giữa đại dương là bên Nhật anh hả? Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn, mà chỉ là vì mình không thể thở. Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa? Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại. Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên. Từ mái trường này em sẽ lớn lên, sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước. Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước để em vẽ hình tổ quốc trong tim. Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả. Hai cái câu đó không thì nó hay, nếu mà cắt gọn ra. Nhưng mà hai cái câu cuối này thì nó Tô Hữu quá, nó rất là Tô Hữu. Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa, vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam. Ôi trời ơi, cho tới bây giờ Đảng cho ta tim hồng rạng tỏa. Anh nhớ cái thời mà Đảng đã cho ta bao mùa xuân với ước vọng đó ha. Còn cái bài mà Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng hát ra rạ trên đài thời đấy, bài đó bị không được hát nữa. Bài đó không được hát bởi vì bây giờ ai cũng nói thế đó, thấy chưa, đi theo Đảng sáng mắt ra chưa. Đây là Thủ tướng khen. Có chứ khen đàng hoàng nhé. Tại vì cái bài này khen Thủ tướng trước rồi. Thủ tướng là tôi cũng là chẳng là thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ mà Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa, vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam, nó rất ư là Tô Hữu. nhưng mà gọi Trung Quốc đàn anh của mình mà dám bảo nó cơ hàn là nó có ngày nó sang là nó cắt cổ thủ tướng đó. Nhưng mà mình giúp nó mà nó không thèm trả thèm cảm ơn. Nghe người nói về sau nó có cảm ơn, về sau này nó cảm ơn. Nó hơi trễ thôi. Thôi nhưng mà ta muộn, ta trễ còn hơn không. Thì người ta bảo rằng là cái này đó nó na ná như là thơ của cô giáo Trần Thị. Tại vì nó dân tộc mình đó, đất nước mình, mấy cái chữ đầu thì nó hơi giống, nhưng mà cái văn phong Tô Hữu thì nó cứ còn nguyên đấy. Mà người ta nói cũng bài thơ đấy, mà một cô giáo thì bị đi mà cô giáo được khen. Bởi vì rất dễ hiểu, cô giáo kia thì dám nói lên những cái sự thật mà đối với người cộng sản thì người ta không muốn sự thật. Vâng, và tôi có nghe nói là có người phê bình là sợ lý do cái bài này bị rút xuống là tại vì có những cái điều nó không có đúng sự thật. Là sao? Chẳng hạn như cái tàu đó, tàu mình đó nước nó về, mình đâu có nước đâu. Đúng, tự nhiên bảo mình rước về. Nó tại vì như vậy, cái này nhiều khi nó là lời tiên tri mà rước nó về một cái là nguy hiểm. Bây giờ mấy trăm người mà bị bệnh, cho mấy trăm người bị bệnh trên đó. Mà anh dám rước một cái ổ mà mấy trăm người trong vào đất nước anh nằm bên Nhật á. Thì đúng rồi, chỉ có Nhật nó nhận thôi, mấy nước khác không nữa là nhận. Thì mình đâu có rước về đâu, mà mình bảo là mình rước về. Thì bởi vậy cho nên nó không có đúng sự thật. Có lẽ. Cho nên người ta mới gỡ xuống. Dạ. Tại nhiều khi thấy nổ quá đó.
Thủ tướng thì bây giờ là mắc cái bệnh nộ rồi. Xin lỗi anh, không tiếp tục. Có người hỏi Hoàng Tuấn như thế này: tôi nghe hai anh đọc báo mới đây và bàn rằng trong tờ báo viết ông gì đó dựng tượng nhà lãnh tụ vô sản Lenin. Xin hỏi tờ báo này đăng hình hoặc cho biết là ai trong đảng Cộng sản vô sản như ông Kỷ Gió Lenin. Cảm ơn đọc báo về em xin những câu hỏi của tôi cho tờ báo này. Tức là bây giờ dựng tượng Lenin, ông là lãnh tụ vô sản. Yep. Thì bây giờ kiếm thử cái ông đảng viên Cộng sản nào mà vô sản á, đưa lên. Để làm cái coi như là học tập gương của bác đó, hả? Cái gương của bác Lê. Chả có ông nào vô sản cả, dựng tượng vô sản lên. Rồi, mời anh. Rồi bây giờ tại vì trong tuần này dĩ nhiên là báo chí không phải chỉ Việt Nam không, mà có thể nói là khắp nơi trên thế giới thì đều chú ý tới cái dịch bệnh corona này, mà càng ngày nó càng lan rộng ra nhiều nước khác nhau, cho nên báo chí trong nước cũng vậy, đa số là những cái bài viết tin tức liên quan tới cái chuyện này. Và có lẽ cái chuyện mà người đang bận tâm, đang quan tâm là bây giờ quyết định là cái cho các em nó học sinh sau khi nghỉ Tết xong nó trở lại trường hay chưa, tại vì cho đến bây giờ các em vẫn chưa lại trở lại trường. Có nhiều ý kiến là đầu tháng 3 này, ngày 2 tháng 3 đó, thì nên cho các em trở lại trường. Có những ý kiến bảo chứ sao nghỉ hết cái tháng 3 đi, để cho cái dịch nó lắng xuống nó rõ ràng đó, rồi để cho nó chắc chắn. Thì ý kiến trái chiều nhau liên quan tới cái chuyện này thì chúng tôi sẽ đọc cái bài báo của báo VN Express. Ý kiến trái chiều về thời gian học sinh trở lại trường. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng nên để học sinh trở lại từ tháng 3, trở lại trường từ tháng 3. Do dịch đã được kiểm soát, nhưng nhiều nhà quản lý giáo dục lại không đồng tình. Đại khái hai ý kiến hai bên, một bên thì nói là bây giờ dịch đã tạm kiểm soát được rồi thì cho các em trở lại trường. Và bên kia thì nói là nếu mà, nhưng mà nhiều cha mẹ hay là nhiều người nói là không nên, là tại vì nó chưa an toàn hẳn. Một cái sơ sót nó xảy ra chỉ một em trong đó, hay một giáo viên, hay một nhân công, một người làm lao công ở trong trường mà bị thôi. Thì nó rất dễ mà lan truyền ra, tại vì ở cái môi trường đông người như vậy. Nhưng mà có ý kiến nói là nếu mà cho các em nghỉ lâu quá hết tháng 3 đó thì sợ là các em sẽ không học hết học trình, mà học lùi lại á, đến mùa hè nóng bức quá các em học không có được, rất là khó để các em học. Ở Nam thì cái điều kiện học các lớp học thì chắc cũng không có hệ thống điều hòa không khí, máy lạnh đâu, thì cái đó mình thông cảm thôi. Thì hai bên ý kiến nó nghịch nhau như vậy, người ta chưa biết giải quyết làm sao. Hình như là thành phố Hà Nội hay là Sài Gòn thì họ có những quy định có thể là cho một số lớp mà nghỉ thêm, rồi một số lớp thì học trước, rồi khái là những các em lớn thì sẽ đi học đầu tháng 3 này. Có người thì nói để Bộ Giáo dục quyết định, có người thì nói nếu Bộ Giáo dục không quyết định được thì Thủ tướng quyết định đi. Đại khái còn đang nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng mà tôi thấy thực sự là giải quyết rất là dễ. Đơn giản thôi. Bây giờ đó, anh để cho các em nghỉ thêm một tháng nữa đi, cho nó chắc ăn. Còn những người nói là nếu mà vậy không học hết cái học trình của các em á, thì đúng, có thể mất thời gian, nó như là thiệt hại cho các em vấn đề học hành. Thì bây giờ mình cắt bớt cái môn học đi, cái môn vô bổ đấy anh, những cái môn mà chính trị này, cái môn lịch sử đảng này, cái môn Bác Hồ dạy này, cái môn mà cứ ra sân mà đeo khăn quàng đỏ mà chạy vòng vòng á, những cái thứ đó nó vô bổ, nó vô ích, mà nó còn làm thiệt hại cho cái suy nghĩ. Vứt nó đi. Vứt nó đi, bỏ nó đi. Được. Thì chương trình nó giả lược phẩm ạ. Đấy, ý kiến hay. Giải quyết hết. Được. Thế là không có ai trái chiều với ai nữa. Toán lý thế hóa. Thế là đất nước ta một lòng. Bỏ hết mấy cái thế đó đi. Nhưng mà tôi thì là nghĩ khác. Sao nữa? Thế là tuyên giáo phải vào cuộc. Tuyên giáo phải vào cuộc. Bởi vì như thế nào? Bởi vì như cô giáo đã nói đó, là đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa. Bây giờ đảng, tức là mình, bởi vì thiếu sự tin tưởng vào đảng. Cho nếu mà tin tưởng vào đảng thì không có COVID thì cũng không ngán. Bởi vì tôi là chứng minh đàng hoàng báo Việt Nam Net nha. Phó Thủ tướng nói là Việt Nam đã chiến thắng mở màn chống COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định chống dịch COVID-19 như một cuộc chiến, đến thời điểm này chúng ta đã thắng chiến dịch mở màn. Đó. Và ông bảo rằng là chúng ta rất chủ động thực hiện công tác việc từ rất sớm. Tôi đã trực tiếp cùng anh em Bộ Y tế bắt đầu chống dịch ngay từ giữa tháng 12. Không chỉ tôi, nhiều người ngồi đây không có Tết, ông Công, ông Táo không Tết Nguyên Đán. Phó Thủ tướng chia sẻ như thế. Và tại thời điểm giao thừa thì Việt Nam bắt đầu thực sự khai báo y tế bắt buộc, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp này, cao hơn mức cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đó. Và ông nói chung là Việt Nam rất là tốt, kiểm soát được. Từ khi phát hiện ca đầu tiên thì Việt Nam luôn áp dụng 5%, ngăn chặn triệt để, phát hiện sớm nhất, cách ly ngay lập tức, khoanh vùng thật gọn, dập tắt triệt để. Dù tình hình có thay đổi, sắp tới có thể thêm nhiều nước ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc
Iran, Ý nhưng vẫn phải trên tinh thần năng quyết liệt. Và đến nay, có thể nói Việt Nam được kiểm soát tốt dịch bệnh, mặc dù quốc gia có biên giới với Trung Quốc, giao thương rất lớn nhưng mà số người qua lại làm ăn Trung Quốc rất đông, nhưng mà Việt Nam đánh giá là nước có nguy cơ cao là lây nhiễm, nhưng mà chỉ ghi nhận có 16 ca thôi, có 16 ca dương tính và ca 16 đã hai lần xét nghiệm âm tính đủ điều kiện xuất viện, có nghĩa là rất là chắc ăn. Cho nên bây giờ nhiều khi nhiều nước, các nước trên thế giới đó, người ta nhắm, người ta còn muốn dọn qua Việt Nam nữa. Đó, tại vì mình phải an toàn quá, mình phải lạc quan, bởi vậy đề nghị ai có bệnh cứ qua Việt Nam chữa để cho nó chắc ăn. Nên bây giờ ở ngoài tàu chữa cũng có người chết, chết nhiều, bên Hàn Quốc cũng có người chết. Thì bây giờ Việt Nam mà nó là lần này chúng ta đã kết hợp rất tốt với Bộ Quốc phòng, lần đầu tiên quân đội toàn quốc tham gia chống dịch, đây cũng có thể coi là được diễn tập cho tình huống dịch bệnh nói riêng và các tình huống an ninh phi truyền thống nói chung, nghĩa là rất là lạc quan, thành tích rất là tốt. Đấy, bởi vì anh cứ thấy đó, những nước không có biên giới mà người bệnh rất nhiều, mà trong khi mình chỉ có 16 ca thôi. Như vậy là quá tốt rồi. Quá tốt cho nên các em cứ việc. Nhưng mà như, tức là Việt Nam 16 ca là mình chữa hết rồi. Bây giờ không còn nữa là. Cứ đi học. Giờ không còn phải không ạ? Và mình kiểm soát rất là tốt. Thì tôi hỏi anh những cái này. Anh nói như vậy có hỏi bên vực nhà nước, mà tôi nói thiệt cho anh, tôi cứ nghe hoài, tôi cứ tự hỏi là khi mà nhà nước nói rằng trong nước bây giờ ở Việt Nam bây giờ không có bệnh nhân coronavirus nữa, cái bệnh nhiễm nữa, thì tôi lại nhớ tới là mỗi lần mà bên những cái tổ chức mà về nhân quyền của thế giới họ lên tiếng về vấn đề nhân quyền, về vấn đề quyền làm người ở Việt Nam đó, họ nói họ kêu gọi là chính phủ Việt Nam phải thả những cái tù nhân lương tâm, phải thả những cái người tù về vấn đề chính trị và những người bất đồng chính kiến, thì Việt Nam bao giờ cũng khẳng quyết lên án những cái lời cái sự xuyên tạc đó và nói rằng ở Việt Nam không có tù nhân chính trị, chỉ có lâu lâu á, cứ một tháng đưa một ít, đây là đưa ngoài công khai đấy nha, một ít người ra xử về cái vụ mà âm mưu lật đổ chính quyền, quấy rối hay là có cái chống đối lại xã hội chủ nghĩa vân 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 vân, nhưng mà đặc biệt là Việt Nam không bao giờ có tù nhân chính trị cả. Thì bây giờ cũng y hệt nữa, Việt Nam không có bệnh nhân mà không có người bị bệnh corona phải là anh tin được không? Anh tin được như vậy thì nó giống cái bài hát con gái nói có là không. Thì bây giờ là sao sửa, sao có cái chữ đảng đâu đó. Tôi không quen làm nhạc nhưng mà tôi thấy rõ ràng là không vậy? Thủ tướng nói có là không. Thì quý vị, cái chuyện bây giờ nếu mà dĩ nhiên là đối với người cộng sản đó, người ta nói một lần thất tín thì vạn lần thất tin. Đấy, bởi vì cộng sản cái ông nổ quá, ông xạo quá, cho nên bây giờ ông nói như thế thì mình cũng chả biết sao, nhưng mà một lát nữa chúng tôi sẽ có một cái bài báo nó rất là ngộ, sẽ chia sẻ với quý vị cũng về cái COVID này nha. Dạ vâng, mà chút xíu thì chúng tôi có câu hỏi, chúng tôi sẽ xin được phép gửi anh Hoàng Tuấn, nhờ anh Hoàng Tuấn giải đáp giùm. Dạ, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Điều gì làm cho nước mắm Red Boat đặc biệt hơn tất cả? Tung lưới bắt được những cá cơm thật tươi trên vùng biển sạch nhất tại đảo Phú Quốc. Cá cơm được ướp ngay trên bon tàu để giữ độ tươi, dùng theo phương cách gia tộc cổ truyền trên 200 năm truyền lại. The idea very much resembles like extra virgin olive oil, where the olives are pressed and you get the first pressing, which is kind of a hallmark of olive oil. Fish sauce. Nguyên chất tinh khiết chỉ với hai thành phần chính là nước mắm nhĩ duy nhất được nhập khẩu tại Hoa Kỳ qua chấp thuận PTO. Với độ đạm đến 40%, Red Boat Fish Sauce là nước mắm nhĩ duy nhất cho mọi bữa ăn trong gia đình. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và
Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chánh để tạo nên Kaiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Kaiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Quý vị, cái tình hình Việt Nam nó quá ư là lạc quan, nghĩa là làm việc rất là triệt để, nghĩa là kiểm soát được dịch bệnh. Thế bây giờ mình có cái chuyện này, tôi nghĩ là nó không được triệt để lắm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận để giao thanh tra xác minh về xác minh thông tin là giám đốc bệnh viện Gò Vấp bị tố gom khẩu trang bán ra ngoài với giá cao. Giá cao thì quý vị. Tức là bây giờ người ta phải có khẩu trang, người ta làm tất cả để mà ngăn ngừa bệnh. Nhưng mà bây giờ ông giám đốc bệnh viện này là ông gom khẩu trang ra bán với giá cao. Người thường mà đi gom khói thì giám đốc bệnh viện đi gom chắc được nhiều ấy à. Dễ là có cái tư cách, có cái thế rồi này kia. Hay là nhiều khi cái khẩu trang mà của ông bác sĩ bán ra là nó bảo đảm chất, kêu là bảo đảm chất lượng hơn. Bảo đảm chất lượng hơn. Hàng Việt. Bởi vì biết làm sao bảo đảm, tại vì có nhiều người đã dùng rồi đâu có bệnh. Anh làm rồi vừa. Tôi bảo đảm là cái này là tốt là bởi vì có nhiều người dùng rồi, không bị bệnh. Thế thì bây giờ cái việc mà cái bệnh dịch này đó, thưa quý vị, nó không thể nào khoanh vùng lại được, đúng không? Ví dụ cái chuyện gì nó còn ở trong biên giới của tỉnh này tỉnh kia, nó dịch là nó vượt biên giới, nó không kể nước nào cả, nó là dịch mà. Khó khoanh vùng lắm. Nhưng mà báo Tuổi Trẻ Online nói là quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 tại Khánh Hòa vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế ký. Tức là quyết định công bố là ở Khánh Hòa nó hết dịch rồi. Bây giờ Việt Nam bây giờ là hết tù nhân chính trị, không có. Như thế thì bây giờ mình đưa những người khác về Khánh Hòa. Nếu bây giờ mình lấy cái gì mình bảo đảm là ở Khánh Hòa là nó hết dịch? Thì bây giờ lúc này như vậy theo cái gọi là theo cái con số đưa ra thì là hết. Thì đúng, nhưng mà theo tôi thì như thế này, mình sao biết được, nó ngầm trong lắm mà. Đây là một cái bệnh thành tích. Có thì chúng ta có thể nói tạm thời là bây giờ tình hình dịch bệnh ở Khánh Hòa tương đối là nó yên ổn. Chứ còn chưa biết, bởi vì dịch mà cả thế giới người ta cũng không biết được. Nhưng mà khổ một nỗi là mấy bố cộng sản là thành tích. Thế thì ở Khánh Hòa được công bố hết dịch. Thì các bố ở Thanh Hóa công bố hết dịch luôn, và các bố ở hai tỉnh và các bố Thanh Hóa cũng đòi là phải công nhận là hết dịch. Rồi qua 14 ngày Việt Nam chưa ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm. Đến nay hai tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch. Thì bây giờ những cái vùng khác, những tỉnh khác đó, hiện nay Thanh Hóa cũng đã đề xuất Bộ Y tế công nhận là địa phương này hết dịch. Tiến tới Thành phố Hồ Chí Minh cũng đủ điều kiện, cũng đề nghị công bố. Hiện chỉ còn chờ tỉnh Vĩnh Phúc đủ điều kiện công bố. Tức là mấy bố này đua nhau về cái thành tích. Cái vấn đề chính đó, mình phải tập trung lo dịch, mình lo mình trị bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh. Còn cái chuyện dịch á,
thì vì nó có biết được hôm nay nó không có mà ngày mai nó có thể xuất hiện thôi, tại vì thế giới người ta còn phải dặn mọi người phải đề phòng ngay như Hoa Kỳ này chẳng hạn như vậy, chứ là chết nhưng mà người ta cũng đâu có tuyên bố là hết dịch hết là chuyện gì lấy cái gì mà chứng minh mà làm như vậy đó chỉ là để làm cho những người mà làm cái công việc y tế như bác sĩ hoặc là các y tá họ lơ là trong cái trách nhiệm của mình và người dân nữa, rồi không đề phòng, không có những cái biện pháp đề phòng, không có thực hiện. Thực sự là tại sao phải công bố những cái này? Bởi vì bây giờ thưa quý vị, nếu với một cái tinh thần trách nhiệm đó, dịch bệnh thì không thể biết được. Bây giờ tại sao phải ký quyết định để công bố? Và trong khi các bố Khánh Hòa có thì các bố Thanh Hóa cũng đòi, rồi các bố ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đòi, rồi tới Vĩnh Phúc cũng đòi nữa. Tất cả đây là cái bệnh hình thức. Mà tại sao phải làm những cái đó? Nó rất là vớ vẩn. Lo mà trị bệnh, chữa bệnh đi, đề phòng, đề phòng đi thì nó tốt hơn đó. Vâng, đấy là công khai đó. Còn những cái chuyện mà nhiều khi mấy ông ấy bệnh này mà cái bệnh này đó, nhưng mà mấy ông ấy ghi vào bệnh kia thì mình đâu có biết được. Mấy ông ấy giấu giếm, mấy ông ấy thì bây giờ như người ta bị bệnh mất thì ô cái này là do viêm phổi hay là do cái gì kia chứ không phải là bệnh dịch từ dịch ra. Thì sao đó, mà biết được? Cái đó là cái thói thường của cái chế độ cộng sản, nó là như vậy. Nó là như vậy. Nhưng mà câu này tôi hỏi anh, cái bài thơ hôm nãy anh đọc á, có một câu tôi nghe tôi vẫn đã mức từ nãy giờ làm tôi không có tập trung được. Thế giờ anh đọc cái câu gì mà Đảng đã cho ta gì trái tim hồng gì đó phải không? Rạng tỏa. Rạng tỏa trái tim hồng gì đó phải không? Cái đấy mà bố mẹ của cô giáo đấy, nếu mà bố mẹ cô đọc được bài thơ này, bố mẹ cô tôi nghĩ chắc như vậy, chắc không có đồng ý và chắc là nhiều khi có cái hình phạt đằng này cho cô ấy. Là tại vì bố mẹ cô ấy sinh ra là đầy đủ tay chân, có đầy đủ đầu óc, trái tim, là mà tim của cô ấy là cái hình hài thân xác đó, là bố mẹ cô ấy sinh ra cho cô ấy chứ, tại sao để cho Đảng cho làm sao tự nhiên bố mẹ cô ấy sinh ra con người không có tim mà Đảng lấy tim là nhét vào, có tim nhưng mà không có đèn, tức là không sáng. Rồi sao cái tim nó lại sáng làm sao? Là nhờ Đảng làm cho cái tim nó rạng tỏa, nó sáng lên. Ôi trời ơi, cái tim này mà sáng hồng làm sao? Mà tim là tim sáng hồng được là rạng tỏa là làm sao? Tim rạng tỏa tim sáng thì cái này hay là bệnh tim, bệnh đông tim. Anh phải hiểu về thơ nó khác chứ. Không, chứ phải rõ ràng. Anh nên nhớ thơ nó phải thật chứ. Không, anh nhớ ông tôi hiểu không? Ông nói sao? Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Ồ, thế cái này tôi đã nói là rất ư là tổ hữu. Tôi thì tôi thực tế quá đỗi, tôi anh biết quá. Thơ là nó phải như thế. Ờ, tức là thơ nó phải như vậy, phải có tim ở trong đấy. Rồi anh có tin á là Khánh Hòa là coi như là người ta công bố cái chuyện mà đã hết dịch vào ngày 26 tháng 2. Rồi thế thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, là tôi cũng đọc báo ngày 26 tháng 2, báo giao thông, 8 du học sinh khách Hàn Quốc ho sốt, Khánh Hòa họp khẩn. Là sao nó mất? Tức là những cái triệu chứng đó thôi, nhưng mà chưa biết, chưa xác nhận là nó có dương tính thì hay không. Thì biết rồi, nhưng mà mới vừa nói là cái kia là mình rất là lạc quan. Yeah. Thế thì bây giờ là mình phải lo họp khẩn là sao? Họp khẩn đúng rồi, phải đề phòng chứ. Bây giờ Hàn Quốc nó đến là lỡ là ngày mai, hôm nay nó không có, rồi mai nó có, sao mình không biết được? Thì biết rồi, nhưng mà ý chúng tôi muốn nói rằng là cái chuyện mà thành tích ấy, bỏ qua một bên đi. Bây giờ mà công nhận, bây giờ tôi bảo đảm với anh là tỉnh này công nhận, sau rồi tỉnh khác đòi công nhận. Bây giờ anh công nhận là hết dịch, lỡ ngày mai nó có người ngã cái đùng ra là làm sao? Cái vấn đề là lo cho sức khỏe. Cho tới giờ phút này, đã bao nhiêu năm ngành giáo dục cũng là thành tích, học trò đọc không thông, viết không thạo cũng được lên lớp. Rồi là bên y tế thì bác sĩ thì không có bằng, tất cả mọi thứ. Bây giờ tới cái chuyện chống dịch thì cũng là vướng vào cái bệnh thành tích nữa. Rồi, mời anh. Giờ cũng liên quan tới cái chuyện mà trẻ em đi học á, thì cái bài báo của VN Express, cái nhan đề là Viện trưởng Pasteur nói trẻ đến trường an toàn hơn ở nhà. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur không khuyến khích cho học sinh đi học trở lại, song cho rằng trẻ đến trường an toàn hơn ở nhà. Ông này chỉ ý kiến nước đôi, ông không có đề nghị là cho trẻ học đi học trở lại, nhưng mà nói là trẻ đến trường an toàn hơn ở nhà. Lý do ông đưa ra, một trong những lý do ông đưa ra như thế này: về khẩu trang thì ông Lân cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo trường hợp bắt buộc đeo khẩu trang là người nhiễm bệnh, người chăm sóc, tiếp xúc với người bệnh và khi đến nơi công cộng đông người. Do đó, khi đến trường, học sinh không nhất thiết phải đeo khẩu trang nhưng cần tăng cường thông tin cho cha mẹ yên tâm. Ông nói sao buồn cười quá. Ở cái phần trên thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta nói rằng là những người bệnh này, những người chăm sóc cho người bệnh này,
Và khi mà mình đến những nơi công cộng đông người, thế thì trường học có phải nơi công cộng đông người không anh? Không, bây giờ nó không có đông nữa. Mấy đứa học trò nào nhà học viện trường báo nói sao vậy? Câu trước đã, câu sau làm sao? Không phải là chúng tôi moi móc đó, nhưng mà chúng tôi mình đọc mình thấy kỳ quá à. Xong anh cũng thông cảm, bây giờ là dịch bệnh nó nhiều quá rồi mấy ông cũng bối rối, khủng hoảng hả, mấy ông cũng bối rối, cũng khủng hoảng. Không biết mấy ông suy nghĩ sao. Nhưng mà tôi thấy kỳ này đó nó thiếu, nó không giống như cái kỳ mà ở Formosa. Sao vậy? Cái kỳ Formosa là người ta nói là nước biển bị nhiễm độc rồi ha. Thì các cán bộ mình đó là đi ra biển tắm biển rồi ăn cá. Kỳ này nếu mà ở Khánh Hòa, ở Thanh Hóa, dịch nó thì bây giờ mình cứ cho mấy ông lớn á về đấy chứ vậy, xông vào mặt trận đấy vào, không không cần đeo khẩu trang, cứ đi người người như thế. Để... không, tôi tưởng là anh cho thủ tướng, ngài thủ tướng mà này, mấy ngài mà nắm chức vụ quan trọng này kia tiến công cái mặt trận đấy. Không, thế... mấy ông y tế mà ký quyết định đó, mấy ông về, mấy ông về đó, không thấy cái vấn đề đó. Rồi thưa quý vị, có một cái chuyện là như thế này nữa. À, cái chuyện này thì không liên quan đến dịch. Những chuyện khác đi. Có một ông phó trưởng công an huyện chết bất thường trong nhà nghỉ. Đó là ở ngoài Huế đó. Cơ quan điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của phó công an huyện Quảng Điền trong một nhà nghỉ. Ông Hồ Thành Hưng là phó công an huyện Quảng Điền được phát hiện đã tử vong trong nhà nghỉ ở xã Phong An. Và báo Thanh Niên cho biết là cơ quan điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông. Ông bị mất vào lúc buổi chiều tối ngày 25 tháng 2. Và ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch xã Phong An cho biết là chiều tối 25 tháng 2, người dân đã báo tin về người đàn ông đã chết trong nhà nghỉ trên địa bàn của xã. Thì bây giờ người ta đang điều tra. Thì chúng tôi chỉ thấy như thế này thôi. Sau này tôi thấy thì tại sao mà cán bộ với công an á, thường hay có những cái sự cố trong nhà nghỉ, trong khi người dân á thì là chết bất thường trong đồn công an. Tôi thấy bây giờ nó có những cái mà tôi không hiểu, không được hiểu nữa, phải không? Người dân thì là chết bất thường trong đồn công an, người dân phạm tội nặng nhẹ gì không biết, vô đồn công an là thường hay chết bất thường, thường hay là treo cổ hay là lấy đầu đập vào ghế, phải không? Lấy đầu đập vào ghế vân vân. Còn trong khi đó mà cán bộ đảng viên công an thì là nó hay xảy ra những cái chuyện trong nhà nghỉ. Ông này thì chết nhà nghỉ, tôi không biết tại sao. Nhưng mà rồi ông có đi công tác mà phải nhà nghỉ. Rồi là lúc trước thì cũng có những ông cán bộ thì cũng vô nhà nghỉ để bàn công việc, để giúp đỡ cho người khác cũng vô nhà nghỉ. Tức là những cái sự cố trong nước, gọi dùng chữ sự cố đó. Những cái sự cố xảy ra liên quan tới cán bộ đảng viên công an thì nó lại trong nhà nghỉ. Mà dân thì vô đồn công an là chết bất thường. Tôi có đọc một bài mà bất tức là tôi cũng có lưu lại, nhưng mình không nhớ là báo nào có đăng tin. Anh cũng hay hay, tại thấy nó hay hay thôi, mình nhớ thôi. Là có ông cán bộ rồi xã hay phường rồi như xã nào đó bị người ta đặt vấn đề ban nửa đêm ông lại mang bịch cháo vào nhà nghỉ phở tôi có đọc để giúp đỡ cho một người phụ nữ đã có chồng. Bà này có chồng mới thèm ăn phở. Thế không phải chỉ có đàn ông chúng tôi mới thèm phở nha, đàn bà cũng thèm phở. Thế là ông này cũng đáp ứng nhu cầu. Người ta thắc mắc. Anh thấy sao vậy? Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ là mấy bà không có chồng bà mới thèm phở chứ hả? Sao mấy bà có chồng là bà cũng thèm phở ta? Tại vì kỳ nào bóng ăn cơm rồi, ý là ấy anh nói như vậy gì không phải? Mà tôi nghĩ là mấy bà không có chồng thì cần được chăm sóc hơn. Ông này sao ông chăm sóc cái bà đang có chồng cũng hơi phiền. Mà nếu mà chỉ đưa ra tòa cái tội mà chăm sóc phụ nữ vào lúc và phụ nữ có chồng vào lúc nửa đêm đến nhà nghỉ mà mua phở, có thành tội không? Chà, cái này khó. Có xử không? Có vi phạm luật pháp Việt Nam không? Tôi thấy cũng khó đấy. Tại vì có một cái ông, ông làm ở tòa án của huyện. Thì ông lem nhem với cái bà, ông có vợ, bà kia có chồng, sao ông được, ông một phát ông lên tỉnh đúng không? Tôi thắc mắc là tại sao báo chí lại đăng những cái chuyện đấy? Cái vấn đề đó là cái chuyện đó nó có gì vi phạm luật pháp không? Đăng như vậy có hình thức là xúc phạm đến danh dự của người ta, bôi nhọ danh dự của người ta không? Để nhắc nhở là không nên mua phở ban đêm. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.